Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 24 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, vào 3 ngày trước, hai trận động đất có cường độ từ 5 độ trở lên đã xảy ra ở Y Lương trên biên giới Vân Nam và Quý Châu trong vòng 1 giờ. Hai trận động đất có cường độ lớn nhất chỉ là 5,7 độ Richter, nhưng cuối cùng đã có 81 người chết, gần 1.000 người bị thương, hơn 700.000 người bị ảnh hưởng. Có thể nói, mức độ thiệt hại do chúng gây ra là rất đáng kinh ngạc. Vương Vĩnh Thần, người triệu tập Tổ chức Bảo vệ Môi trường Phi Chính phủ Green Homeland của Trung Quốc đã viết rằng, đúng là con người chúng ta không thể thay đổi một số yếu tố tự nhiên, nhưng một số thảm họa do con người gây ra thì có thể tránh được. Hầu hết các nạn nhân trong trận động đất này đều thiệt mạng do bị đá lăn đè trúng. Đá lăn thoạt nhìn có vẻ là một yếu tố tự nhiên, nhưng thực chất đằng sau đó không thiếu những bóng ma nhân tạo. Bản thân môi trường địa chất của khu vực này rất mong manh, cộng với tác động lớn từ các hoạt động của con người, môi trường sinh thái nơi đây đã bị phá hủy cơ bản. Do thảm thực vật bị tàn phá nên tình trạng xói mòn đất, nước ở nhiều khu vực, nhất là vùng đồi núi đặc biệt nghiêm trọng, trên núi ít đất đá ngày càng lộ ra ngoài, khả năng trượt lở ngày càng cao. Không khó tưởng tượng, nếu cây cỏ tương đối tốt, tảng đá lăn ít nhất sẽ cho thôn dân nhiều thời gian chạy trốn hơn vì phản kháng. Ngoài ra, sông Kim Sa và thậm chí cả ba sông gần khu vực xảy ra động đất đều dày đặc các nhà máy thủy điện hình thang. Chẳng lẽ những nhà máy thủy điện này đã gây ra tổn hại cho địa hình địa phương, từ đó gây ra nhiều trận động đất trong khu vực trong thời gian gần đây? Điều này cũng có thể cần sự nghiên cứu nghiêm túc và trung thực của các chuyên gia địa chất. Một số lượng lớn mỏ khai thác than cũng làm trầm trọng thêm các thảm họa thứ cấp do trận động đất gây ra. Thiên tai không đáng sợ, cái đáng sợ là chúng ta giả tạo, làm suy yếu khả năng chống chọi với thiên tai của chính mình. Trong thời buổi thiên tai ngày càng nhiều, nếu chúng ta cứ lao động sản xuất thiển cận, không nghĩ đến việc mình và thế hệ mai sau thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Không có gì sai khi sử dụng các nguồn lực để phát triển, nhưng mô hình phát triển gây thiệt hại cho môi trường lẽ ra phải bị loại bỏ từ lâu. Một vụ lở đất khác cũng xảy ra ở Vân Nam, Trung Quốc hôm thứ Năm. Theo thống kê sơ bộ, đã có 19 người bị vùi lấp, trong đó có 18 học sinh đến học bù tại trường. Tân Hoa Xã cho biết 3 người mất tích và 1 người bị thương nặng trong vụ sạt lở đất xảy ra vào lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương khi học sinh đến trường. Vụ lở đất xảy ra ở làng He, thị trấn Long Hải, huyện Y Lương, thành phố Chiêu Thông, thuộc khu vực miền núi tỉnh Vân Nam. Theo những hình ảnh do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đăng tải, một phần lớn của ngọn núi cây cối rậm rạp tách khỏi sườn dốc, trường tiểu học địa phương và nhà của 3 gia đình khác đều bị chôn vùi. Khối lượng của vụ lở đất đã chặn một con sông liền kề, tạo ra một hồ chắn khiến 800 cư dân ở hạ lưu phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ sử dụng các công cụ đơn giản để tìm kiếm những người sống sót trong bùn sau vụ lở đất. Khoảng 2.000 người khác đã được tổ chức để giải phóng dòng sông bị chặn. Một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter cũng đã tấn công khu vực này vào tháng trước, khiến 81 người thiệt mạng. Theo người dân địa phương, những ngày gần đây trên địa bàn có mưa lớn liên tục, được cho là nguyên nhân đã gây ra sạt lở đất. Tuần này là kỳ nghỉ tuần lễ vàng ở Trung Quốc và các trường học thường đóng cửa. Tuy nhiên, các học sinh của trường tiểu học Trấn Hà đã tổ chức học bù cho những học sinh vắng mặt trong trận động đất vào tháng trước. Một quan chức địa phương họ Giang nói với AFP rằng hơn 30 học sinh lẽ ra phải đến học bù vào ngày 23 tháng 8 và 18 học sinh đã đến trường trước khi lớp học bắt đầu. Lở đất thường xuyên xảy ra ở các vùng núi của Trung Quốc, đặc biệt là trong mùa mưa. Tháng 5 năm 2008, tỉnh Tứ Xuyên nằm ở phía tây nam Trung Quốc hứng chịu trận động đất Vân Xuyên khiến gần 70.000 người thiệt mạng và 18.000 người mất tích. Hàng trăm trường học bị sập trong trận động đất làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi về chất lượng xây dựng các tòa nhà trường học. Vấn đề vẫn còn nhạy cảm với cư dân mạng Trung Quốc hôm thứ Năm một lần nữa đặt câu hỏi. Tại sao trẻ em lại một lần nữa là nạn nhân đầu tiên của thiên tai ở Trung Quốc? Một cư dân mạng đặt câu hỏi trên Weibo, các quan chức địa phương đang trong kỳ nghỉ sao? Vậy tại sao không đưa ra cảnh báo? Tại sao học sinh đang trong kỳ nghỉ lại quay trở lại trường? Động đất chưa qua, lũ lụt ở Tứ Xuyên lại ập đến. Khi đi sơ tán, người dân vội vã chuyển đồ đạc, tài sản quan trọng lấy đi nhiều nhất có thể, kể cả một con lợn nuôi trong nhà khi chạy trốn.
một bức ảnh thú vị được chụp và cư dân mạng đã chuyển tiếp những thay đổi sáng tạo để làm cho tiểu trúc trở nên phổ biến trên Internet. Nhật báo Đô thị Tây Trung Quốc đưa tin, vào hôm thứ Ba, một trận lũ lớn đã xảy ra ở thị trấn Hàng Giang, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Do lũ lụt, dân làng đã khẩn trương sơ tán, mọi người đều mang theo những vật dụng quan trọng. Đàn lợn cũng bị dân làng kéo đi để thoát khỏi khu vực thiên tai. Một số tỉnh ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng. Theo báo chí nước ngoài đưa tin, tính đến tối ngày 23 tháng 8, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 15 người mất tích và hơn 2,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Tây và các tỉnh khác của Trung Quốc đã có mưa lớn liên tục trong nhiều ngày và thiên tai nghiêm trọng đã được báo cáo. Tại tỉnh Hồ Bắc, ít nhất 4 người chết, 12 người mất tích và hơn 880.000 người bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Giang Tây, 1 người chết và 1 người mất tích và hơn 880.000 người bị ảnh hưởng. Tại khu tự trị Quảng Tây, 6 người chết, 2 người mất tích và dân số bị ảnh hưởng khoảng 570.000 người. Tại tỉnh An Huy, hơn 170.000 người bị ảnh hưởng. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai là hơn 200.000 hecta. Ngoài ra, nhà chức trách Trung Quốc dự đoán trong 3 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn ở phía đông bắc tỉnh Quý Châu, phía đông tỉnh Hồ Bắc, tây bắc tỉnh Hồ Nam, phía nam tỉnh Hà Nam và phía tây tỉnh An Huy và thiên tai có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Gần đây, Đông Nam Á bị hạn hán nghiêm trọng nhưng có thể có lũ lụt nghiêm trọng ở miền bắc Trung Quốc. Theo báo chí nước ngoài đưa tin, thời gian gần đây, Trung và hạ lưu sông Dương Tử của Trung Quốc liên tục bị ảnh hưởng bởi mưa. Mực nước không những tiếp tục dâng cao mà thậm chí còn vượt kỷ lục mực nước cùng kỳ của năm lũ lụt sông Dương Tử năm 1998. Dự kiến, Trung và hạ lưu sông Dương Tử cũng sẽ hứng chịu lũ lụt lớn trong năm nay. Theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông nước ngoài, Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử cho biết, dự án bảo tồn nước Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã theo dõi dòng chảy khoảng 12.000 mét khối mỗi giây từ thượng nguồn sông Dương Tử. 8 ngày liên tục vượt qua 10.000 mét khối mỗi giây. So với cùng kỳ, lượng nước đổ về thượng nguồn sông Dương Tử chỉ đứng sau năm 2008. Dự báo có thể có lũ lớn ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử trong năm nay. Và dữ liệu cho thấy, trong thời kỳ lũ mùa hè của sông Dương Tử, lượng nước trung bình của Tam Hiệp là dưới 10.000 mét khối mỗi giây và giá trị cao nhất xuất hiện vào khoảng 17.000 mét khối trên giây. Lưu Nhã Minh, Phó Tổng Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử cho biết, tình hình hiện tại của chế độ nước và kiểm soát lũ lụt của sông Dương Tử là nghiêm trọng và ông đã ngay lập tức nâng cao cảnh giác để làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và sự chuẩn bị. Kính thưa quý vị, kể từ tháng 6, nhiều nơi ở Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn. Theo số liệu chính thức mới nhất, 487 con sông trên cả nước đã xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Châu Tuyết Văn, Tổng thư ký của Trụ sở Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã tiết lộ dữ liệu này tại cuộc họp giao ban thường kỳ của Hội đồng Nhà nước về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai được tổ chức hàng năm. Ông cũng cho biết 40 con sông vượt quá mực nước đảm bảo và 13 con sông trải qua trận lũ lớn nhất kể từ khi được ghi nhận, chủ yếu tập trung ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và Giang Tây. Kể từ đầu năm nay, 21,805 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 64,76 tỷ nhân dân tệ. Trong số những trận lũ lụt gần đây, đáng lo ngại nhất là thành phố Anh Đức, một thành phố cấp quận thuộc thẩm quyền của Khuynh Doan, Quảng Đông. Một đoạn video lan truyền trên Internet cho thấy toàn bộ thị trấn Anh Đức của quận chìm trong nước với những tòa nhà 4 tầng ngập tới mái. Tại sao Anh Đức lại phải chịu đau khổ như vậy? Ông Wang Weilu, một chuyên gia bảo tồn nước Trung Quốc sống ở Đức, nói với phóng viên của Voice of Hope rằng Thiều Quan và Anh Đức nằm bên sông Bắc Giang, một trong 3 con sông quan trọng nhất ở đồng bằng Châu Thổ Châu Giang, có 2 hồ chứa lớn ở thượng nguồn Thiều Quan và nhiều hồ chứa nhỏ ở các nhánh sông. Có một hồ chứa Phi Lai Hạ ở hạ lưu thành phố Anh Đức ở hạ lưu Thiều Quan được gọi là dự án Tam Hiệp trên sông Bắc Giang, có thể nâng khả năng kiểm soát lũ của thủ phủ tỉnh Quảng Châu từ khả năng phòng lũ 100 năm lên 300 năm. Hồ chứa nước Phi Lai Hạ nằm ở ngã ba của thành phố Thanh Viễn và thành phố Anh Đức. Khi lũ đến, hồ chứa Lạc Hàng Hạ và hồ chứa Nam Thủy ở thượng nguồn Thiều Quan bắt đầu xả lũ. Mưa lớn và xả lũ khiến mực nước ở trung lưu sông Bắc Giang dâng cao. Mực nước lũ ở thành phố Anh Đức đạt độ cao 36,1 m, cao hơn mực nước cảnh báo của Anh Đức 10 m, mức cảnh báo là 26 m. Anh Đức bị ngập cao đến 3 hoặc 4 tầng. Wang Weilu nói, người dân Anh Đức hy vọng rằng hồ chứa Phi Lai Hạ sẽ nhanh chóng xả lũ.
Bộ Chỉ huy Phòng thủ 3 tỉnh Quảng Đông nói với người dân Anh Đức rằng không thể xả từ hồ chứa Phi Lai Hạ vì nếu xả lũ, nó sẽ xuôi đến Quảng Châu. Ông cảnh báo hậu quả là không thể tưởng tượng được. Tôi hy vọng người dân Anh Đức có thể hiểu. Mực nước dâng cao là một quá trình tự nhiên do sự phát triển quá mức của bảo tồn nước trên sông Bắc Giang. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào con đập của hồ chứa. Nếu con đập xả nước, nó sẽ tạo thành lũ lụt. Lũ lụt vừa mới đến trung lưu, hẻm núi Phi Lai ở hạ lưu đã bị kẹt lại gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Vậy thì tại sao dự án bảo tồn nước Lạc Hằng Hạ và hồ chứa Nam Thủy ở thượng nguồn Thiều Quan phải xả lũ khẩn cấp trong mùa lũ? Wang Weilu cho biết bản thân hồ chứa có vấn đề về an toàn. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đến vào mùa lũ hàng năm, nhiệm vụ đầu tiên mà nó giao cho tất cả 100.000 hồ chứa bên dưới là đảm bảo rằng hồ chứa mà bạn đang sử dụng có thể trải qua năm nay một cách an toàn. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của họ. Họ phải bảo vệ tính mạng của chính mình. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của họ. Còn về tưới tiêu và những thứ khác, đó là nhiệm vụ thứ hai. Trong số 100.000 hồ chứa ở Trung Quốc, 80% đều không an toàn. Và chất lượng của dự án là vấn đề. Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã nhiều lần đặt câu hỏi tại sao chính quyền không thông báo trước cho họ về việc di chuyển tài sản và để họ di chuyển an toàn trước lũ. Wang Weilu cho rằng có hai lý do dẫn đến việc không thông báo xả lũ trước. Một là quản lý hồ chứa của Trung Quốc là một hệ thống hợp đồng. Lương cơ bản của nhân viên hồ chứa đến từ ngân sách nhà nước, trong khi tiền lương và tiền thưởng theo hiệu suất phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của hồ chứa, chẳng hạn như phát điện, bán nước và nuôi cá. Người vận hành luôn muốn giữ nước và không muốn xả nước, và khi mưa lớn, có nguy cơ vỡ đập, họ phải xả nước khẩn cấp. Như hồi tháng 2 năm nay, Quảng Châu, Thâm Quyến, Hồng Kông đều thiếu nước, nước rất căng, nước ở trong hồ chứa rất có giá trị. Ngoài ra, ông nói, nếu tôi nói đã thông báo lũ sẽ qua cửa nhà dân, lũ tràn vào nhà dân thì người dân đòi ai bồi thường? Nếu là thiên tai, người sẽ đòi ai bồi thường, sẽ không có ai bồi thường, sẽ luôn miêu tả là thiên tai. Vĩnh viễn cũng không tìm được người chịu trách nhiệm về thiên tai, sẽ không có bồi thường. Wang Weilu cho rằng công suất của dự án Tam Hiệp trên sông Bắc Giang của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại hồ chứa Phi Lai Hạ chỉ bằng 5% lưu lượng nước của sông Bắc Giang trong một năm. Nó không có nghĩa là một hồ chứa có thể ngăn chặn lũ lụt. Theo thống kê chính thức, khoảng 400.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở thành phố Anh Đức và hơn 30.000 người đã được di chuyển. Thiệt hại kinh tế trực tiếp đối với nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản ở Anh Đức do lũ lụt lên tới 382 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, 196.600 ha mùa màng bị ảnh hưởng, bao gồm 71.084,8 ha lúa, gây thiệt hại kinh tế 236 triệu nhân dân tệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.